Dạ, chào mừng các em đến với Lesson 3 của chương trình tiếng Anh lớp 5 bài 4 Unit 4 Did you go to the birthday party? Thì đi nhanh mà để chúng ta xin những cái đấy chúng ta chỉ có những câu chỉ khắc sâu thôi. Hôm trước có học rồi, bây giờ chúng ta học nhanh. Là chúng ta sẽ học được đó là nghe và nhắc lại về trọng âm. Hey, party nghĩa là bữa tiệc là trọng âm 1, được chưa? Học xong học âm xong quay lại học sau để mình biết trọng âm đã. Party là trọng âm 1 bởi vì nó là danh từ. Sunday nghĩa là gì? Sunday là chủ nhật, vậy nó là từ loại gì? Danh từ đúng không? Vậy nó cũng là trọng âm 1. Đây. Còn enjoy là enjoy nghĩa là gì? Trọng âm 2 bởi vì nó là động động từ. Invite. Invite nghĩa là trọng âm 2 nghĩa là mời. Vậy bây giờ biết trọng âm rồi thì quay lại bài như sau. Vậy chúng ta sẽ đọc được câu số 1. Vậy xin mời các em đọc theo băng nha. Party. They took part in the festival on Sunday. Đấy, chia ra quá khứ là took part in này. Đấy, từ cách. Ok, vậy là qua đây chúng ta thấy là những cái từ đơn lẻ chúng ta dịch dễ rồi. Bây giờ dịch câu này nhá. I went to my birthday party yesterday. Nghĩa là gì? Hôm qua. Đúng rồi, tiếp. Từ thức thúc party này là quá khứ của từ take party. Để em tự ghi vào. Rồi, thúc party là quá khứ của từ take party. Nghĩa là họ làm sao? Họ đã tham gia vào lễ hội ngày chủ nhật. Rồi câu số 3. We enjoy the food and drink at the party. Nghĩa là thức. Đúng rồi. Câu thứ tư. Chúng tôi đã mời Tony và Phong đến bữa tiệc sinh nhật của tôi. Rồi vậy là rất là dễ, chúng ta biết dịch như thế là sẽ không bài tập nào sợ sợ cả. Bây giờ hỏi lại nhá, bây giờ ta biết là danh từ thường là trọng âm 1 nếu với những từ hai em tiết, động từ thường trọng âm 2, vậy đánh trọng âm những từ này nào. Nào bây giờ bắt đầu. Water trọng âm mấy? Tại sao biết? Nó là danh từ thì nó trọng âm 1. Party. Ok. Enjoy. Ok, enjoy. Birthday. Một, bởi vì nó vẫn là danh từ nhá. Invite. Tại sao? Động từ mời đúng không? Đấy, thế những trường hợp động trọng âm 2 thì động từ đã biết ngay. Monday. Ok, coming. Vì sao? Nó là danh từ truyện tranh. Picnic. Một. Sau này các em sẽ được học là cái đuôi x ấy. Đuôi x này không bao giờ mang trọng âm mà trọng âm sẽ rơi vào cái từ nằm trước đuôi x. Sau này lên lớp cao sẽ được học như thế. Và cartoon. Nào nghe đọc nhá. Cartoon. Cartoon. Thế thì nó sẽ rơi vào trọng âm nào? Cartoon. Đấy. Nó rất đặc biệt ở chỗ nó sẽ rơi vào tune. Giống như là bóng bay là balloon, nó cũng rơi vào luôn. Đấy vậy là cartoon, nó sẽ rơi vào cái từ rất đặc biệt ở đuôi tune này nhá. Nào đánh chậm vào đây. Ghi từ cartoon này. Bởi vì nó là điều đặc biệt nhất, ghi vào. Chưa đặc biệt thì phải ghi vào chữ cartoon, nhanh lên. Cartoon, cho ông hai đánh vào. Ghi vào đâu ạ? Bút đâu? Bút mình đang cầm này, đâu lại không biết. Nào cartoon nhanh lên. Cartoon. Cartoon là hoạt hình. What the cartoon? What cartoon là xem hoạt hình hả? Cartoon. Được chưa? Sunday. Trong âm 1, ok, Sunday, nghe sun là biết rồi. Tiếp theo, repeat. Tại sao?
động từ nhắc lại được chưa, thì nó là trọng mai mình sẽ nhấn vào từ thứ hai đó là repeat, và những cái trọng mai ghi vào cartoon repeat, repeat cartoon là hoạt hình nhá, repeat là nhắc lại động từ. Và từ cuối cùng complete, no viết nào đọc thế chứ, complete, come, complete bởi vì trọng âm mấy, à nó là trọng âm hai là nó rơi vào please bởi vì nó là động từ hoàn thành đi vào. Complete là hoàn thành. Complete là hoàn thành thì là trọng âm 2 bởi vì nó là động từ. Và một cái nữa là nó sẽ không được đọc là com bởi vì nó không phải trọng từ từ. Nếu như từ com này mà là trọng âm ấy thì nó sẽ là trọng âm 1 và nó không đúng như thế này. Vậy chúng ta phải đọc là com. Không được phép đọc là com bởi vì nó không phải trọng âm. Complete. Nào, tất cả đọc theo nào. Complete. Complete. Complete là hoàn thành. Nó hơi giống từ com lê đúng không? Nhà hoàn thành bộ com lê đúng không? Hơi giống không? Hơi giống từ com lê đấy. Người ta có từ cơm lê là gần giống từ com lê. Rồi vậy chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta sẽ chuyển sang một phần thoải mái hơn, đó là bài hát When Was Your Birthday. À, xin mời các em nghe và sau đó các em sẽ dịch ra tiếng Việt để lấy điểm 10 nhá. It was last Sunday. Who did you meet tonight? I had adventures. Rồi.
Em biết thời gian của anh lâu. Anh ngược thật nhớ.
Này này này. Đã, em đi bổ sung thêm từ bé là friend, bạn tốt nhất. Từ thân đấy. Bé bè là tốt nhất. Đây các bạn. Xem thử qua đi. Là gì? Bài này là dịch cả bài kia. Cả đoạn. Cả đoạn. Trên chương trình bây giờ đúng không? Không luyện dịch không bao giờ biết làm bài tập này. Cả luyện dịch. Bây giờ chuyển sang bài này, làm bài này đi. Làm bài này, đó là dịch bài đọc này đã.
không bao giờ phải quá khứ nhá. It's all last Sunday. Em đúng vào đây. Were là quá khứ đây. Were là từ này. Và quá khứ động từ y ấy. Là lúc nào cũng sẽ trên bảng để cho nó nhớ. Thế bây giờ thôi, nếu mà chưa dịch được thì để cách sao? Để cách ra làm bài này trước đi, đến đây thì sẽ không hướng dẫn sao? Đây, để cách ra làm bài tiếp theo. Nhà bài đang đi. Trả lời câu hỏi. Nhớ là cách trả lời câu hỏi là thấy câu nào nhiều chữ giống nhất thì lấy, nhớ chưa? Thế bây giờ trả lời luôn đi, câu 1 luôn đi. Khi nào là sinh của Nam luôn đi. Cái bài này con biết là bài này rồi, bài để coi nhất đi. They gave me that. They gave me that. Trả lời đi, câu 1 đi. Trả lời luôn đi. Nghĩa là sinh nhật của Nam là ngày nào? Trả lời luôn đi. Trả lời luôn vào trong tâm luôn, không cần biết nhiều, không cần biết cả câu được. Chỉ cần trả lời là sinh nhật của Nam là ngày nào thôi. Hãy trả lời đi. Nhưng mà có phải sinh nhật của em đâu mà ghi là it was my birthday last Sunday. It was his birthday last Sunday. Để làm ra vào đi, chấm điểm. Yes. Bây giờ phải chuẩn bị. Thôi nếu mà chưa biết dịch thì để cách ra làm mình làm. Chắc là cũng hoặc là chỉ cần trả lời câu
ra. Nhớ lại nhưng mà mới có 20 phút.
chưa có là giáo viên. Mười năm rồi. Last summer. Chị không được nhìn. Thôi để con quay cho mẹ nhá. Quay từ đầu đi. Chúng tôi hát ăn bánh và hát tiếng Việt. Chúng tôi cũng dạy thăm thì chơi Nga và Nga và enjoy là hưởng thụ mà hưởng. He played the piano. Linda played the piano. Nice.